Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jenga Resort and Casino, HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. My Phương Beauty and Wellness Center, xăm phong thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Trở lại với quý khán thính giả, và những cái vụ mà phục kích giết cảnh sát vẫn tiếp tục diễn ra hôm cuối tuần từ Texas đến San Luis, Missouri. Mời Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị, chỉ trong một ngày chủ nhật mà thôi mà có đến 3 vụ cảnh sát bị phục kích. Wow. Giống như anh Thụy nói là Texas, Missouri và cả Florida nữa thưa quý vị. Và đây là cái bản tin đầu tiên là tại San Antonio, Texas. Thì sáng chủ nhật 11:45 sáng, một người cảnh sát khi mà ông xác định được danh tính rồi, đó là ông Benjamin McConey, 50 tuổi, đã pull over một người lái xe mô tô để mà ghi giấy phạt, là bởi vì anh này vi phạm luật giao thông. Thì trong lúc mà ông McConey đang ngồi ở trong xe ghi giấy phạt thì một chiếc xe khác đã chờ đến gần ở bên cạnh xe cảnh sát của ông, và người đàn ông đã bước ra khỏi xe, đi đến gần và lập tức chĩa súng vào cửa sổ mà ông McCody đang ngồi. Và tên này đã nã liền ngay lập tức 2 phát súng bắn vào đầu của ông McCody thưa quý vị. Thì hiện nay thủ phạm vẫn chưa bắt được, nhưng mà đã có hình của y, đó là một người đàn ông da màu, y lái một chiếc xe màu đen, có thể là hiệu Nissan hoặc là hiệu Toyota. Lúc đó thì mặc một bộ quần áo màu xám và tên này có râu ở dưới cằm thưa quý vị. Ông McConey đã phục vụ ở trong ngành cảnh sát được 20 năm rồi, và hiện nay cảnh sát cho biết là họ không nghĩ là hung thủ có liên quan với người lái xe mô tô mà bị bắt lại để ghi giấy phạt. Và ông cảnh sát trưởng của thành phố là ông William McManus đã ra chỉ thị cho tất cả cảnh sát viên là từ nay không nên dừng xe và ghi giấy phạt một mình nữa. Hiện thì hung thủ vẫn đang bị truy lùng. Vâng thưa quý vị, và rồi sau đó là đến tại Missouri, thành phố St. Louis, thì vào buổi lúc 7:30 tối thưa quý vị, một người cảnh sát lái một chiếc xe pickup truck, nhưng mà là xe tuần tra của cảnh sát đang đậu ở trên đường, thì một chiếc xe SUV đã đến gần thưa quý vị. Ups, hình như mà lộn hình. Xin lỗi quý lộn vị. Video. Lộn video rồi. Vâng. Sang một cái video. Vâng, thì một chiếc xe đã chờ đến bên cạnh xe của người cảnh sát, và rồi cái chiếc xe đó đã quay cửa kính xuống. Thì người cảnh sát cho biết là lúc đó ông cứ tưởng là người dân muốn hỏi đường hay gì đó, ông chưa kịp phản ứng thì cái chiếc xe đó đã móc súng ra và bắn liên tục vào cửa sổ của người cảnh sát, thì kính bể hết luôn thưa quý vị, và người cảnh sát bị dính 2 viên đạn vào mặt, một ở gần mũi và một ở cằm. Trên đầu mà không nguy hiểm đến tính mạng. Rất may là mặc dù là đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm thưa anh, nhưng mà bác sĩ cho biết là ông có cơ hội sống sót. Vâng, và rồi ngay lập tức thì rất nhiều con đường ở khu vực thành phố St. Louis đã bị cảnh sát phong tỏa, và cảnh sát đã các thám tử đã điều tra được, đi theo manh mối được của cái người hung thủ mà bắn, thì họ cho biết đây là một thanh niên 19 tuổi thưa quý vị. Y đã bỏ chiếc xe mà y lái lại ở trong một cái parking garage và đã gọi một người phụ nữ đến rước y đi. Thì khi mà chiếc xe của người phụ nữ và cái tên hung thủ này đang đi, thì khi mà phát hiện là đang bị cảnh sát theo dõi, thì người đàn ông ngay lập tức nhảy xuống xe và đã nổ súng vào cảnh sát. Vâng, bắn lại cảnh sát thưa quý vị. Và rồi hai bên xảy ra chạm trán bắn nhau, thì y đã bị cảnh sát hạ gục ngay tại chỗ. Hiện nay thì danh tính của người cảnh sát bị bắn và cả hung thủ vẫn chưa được tiết lộ. Cuộc điều tra đang được tiến hành.
Nhưng mà bên phía Texas ở San Antonio hay là Austin, cảnh sát vẫn đang còn truy lùng hung thủ, chưa có bắt được vào sáng ngày hôm nay. Từ Hoa Kỳ, chúng tôi gửi đến quý vị một bản tin cuối tuần vừa qua và cho thấy tình trạng mà xe lửa đông người ở bên Ấn Độ cũng thê thảm. Đây, cho đến giờ phút này, các toán cứu nạn vẫn tiếp tục tìm cách để mà đưa những cái thi thể nạn nhân bên trong các toa xe lửa nghẹt người. Và cái hệ thống xe lửa ở Ấn Độ, thưa quý khán thính giả, một cái phương tiện di chuyển rẻ tiền và coi như là duy nhất để giúp cho người dân có thể di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác. Và nhiều người cũng leo lên trên xe lửa để đi lậu lắm. Có những cái trường hợp mà họ leo nghẹt cái toa xe lửa và ngồi trên cả nóc luôn nữa. Và khi mà tai nạn xảy ra thì những người ngồi trên nóc hoặc là những người ngồi trong toa nghẹt cứng đó là bị đè bẹp đến chết luôn quý vị. Có những người bị hất ra khỏi đường rầy mà khi mà có đến nhiều toa xe của chuyến xe Indore Patna Express xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày Chủ nhật. Mà lúc đó là trời tối nữa, cho nên khi mà xe chật đường dày là cái chuyện mà những cái người bị nạn tối thui, họ không biết và họ bị đè, rồi có những người có thể đã cứu sống nếu mà kịp thời nhưng mà không thể cứu sống kịp, thưa quý vị, và tai nạn đã xảy ra. Cho đến ngày giờ phút này họ nói rằng ít nhất 142 người đã chết. Vâng, tức là còn nhiều người khác nữa bị thương và đang trong tình trạng nguy cấp trong bệnh viện. Đây là sáng nay hình ảnh cho thấy rằng các cần cầu đã đến để mà đưa các toa này ra sau khi cứu hỏa đã đưa hết tất cả những nạn nhân trong những chiếc toa xe. Và quý vị nhìn thấy đó, có những cái toa xe nát cả phân nửa này thì những người ngồi trong những cái toa này còn khủng khiếp như thế nào nữa, thưa quý vị. Và Ấn Độ có cả tỷ dân, vì thế cái phương tiện mà di chuyển bằng hóa ra nó cần thiết. Nội vụ xảy ra ở miền Bắc Ấn Độ tại khu vực mang tên là Kanpur ở tiểu bang Uttar Pradesh và thêm những cái hình ảnh khác nữa được các giới truyền thông ghi nhận khi toa xe chật đường dày. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và họ có những cái chiếc hộp đen trong toa xe lửa để nghe coi trong cái thời gian mà xảy ra toa xe tai nạn đó thì là cái người tài công như thế nào, có phải ngủ gục hay là bất cẩn mà khiến cho cả 6-7 cái toa xe nó chật đường dày. Tai nạn rất là thê thảm nhất hiện nay, thưa quý vị. Bên cạnh đó thì ở Iraq, cuộc tổng tấn công chiếm lấy thành Mosul vẫn đang diễn ra và tình hình họ nói rằng là hy vọng là càng ngày càng sẽ lấy được thành phố này sớm, nhưng mà không đơn giản bởi vì có nhiều các hang ổ mà lực lượng Iraq cũng như cần phải tiến tới. Ngay cả bên trong thành phố, nơi mà người dân rất là tội nghiệp, họ núp trong những căn nhà và cũng có thể nằm ngay giữa lằn đạn của cả hai bên. Như bản tin ghi nhận đó, là cái cuộc giao tranh nó đi từng khu phố, từng góc phố một. Và ngoài cái việc mà bắn đạn ở trên trời đó, lực lượng không quân của Hoa Kỳ và Iraq vẫn tiếp tục hỗ trợ và đạn súng cối vẫn bắn liên tục vào trong các thành phố này. Tình hình họ nói rằng rất căng thẳng và nạn nhân vẫn là nạn nhân của người thường dân Iraq ngày hôm nay, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, và lúc nãy là hai vụ mà cảnh sát bị phục kích, và rồi cũng vào ngày Chủ nhật nữa, thưa quý vị, vào lúc 8 giờ tối thì ở thành phố Sanibel thuộc Florida, một cảnh sát viên cũng là đang dừng xe ở bên đường đang ghi giấy phạt thì một chiếc xe chạy ngang qua, chiếc xe này không có ngừng lại, thưa quý vị, chạy ngang qua và đã nổ súng liên tục vào xe của người cảnh sát này. Thì người cảnh sát này rất là may, anh chỉ bị trúng một viên đạn vào vai mà thôi, cho nên là không nguy hiểm đến tính mạng. Anh được đưa vào bệnh viện và rồi sau đó đã được cho về. Thì đây là cái tuyến đường mà đã xảy ra vụ việc, thưa quý vị. Cái chấm đỏ lớn này là nơi mà người cảnh sát bị phục kích. Và rồi sau đó thì lực lượng an ninh đã điều tra ra được hung thủ và đuổi theo y đến cái chấm này. Đây là khu vực cái đường Dunlop. Thì hai bên cũng xảy ra
cái vụ nổ súng thưa quý vị, bởi vì nghi phạm đã chống cự lại cảnh sát. Thì người dân trong khu vực đã được lệnh là khóa tất cả cửa ra vào, kéo rèm cửa không nhìn ra ngoài cho đến khi mà cảnh sát bắt được nghi phạm. Sau cuộc nổ súng thì cuối cùng cảnh sát đã thành công bắt được Y khi mà Y về đến nhà của mình và bị thương, và sau đó cuối cùng đã ra đầu hàng lực lượng cảnh sát. Thưa quý vị, hiện thì danh tính của người cảnh sát bị bắn, bị thương và cả nghi phạm này cũng chưa được tiết lộ bởi vì vụ việc vẫn đang được điều tra. Tổng thống Obama đã có bài diễn văn ở tại thủ đô Lima, Peru khi tham dự hội nghị thượng đỉnh khối APEC. Chúng tôi gửi đến quý vị các chi tiết và một lần nữa ông làm người ngoại trưởng cho ông Trump như thế nào khi mà có mặt chuyến công du cuối cùng. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo.